Vào tối ngày 15 tháng 2 theo giờ của Mỹ, Grammy, một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá của thế giới, đã chính thức khép lại. Một trong những giải thưởng quan trọng nhất là album của năm đã một lần nữa thuộc về Taylor Swift. Tại đêm trao giải, rapper Kendrick Lamar được xướng tên ở 5 hạng mục, trong đó có giải album nhạc rap xuất sắc nhất cho To Pimp a Butterfly. Có tên ở 7 hạng mục đề cử nhưng Taylor Swift chỉ mang về cho mình 3 giải, trong đó có giải giọng ca pop xuất sắc nhất và album của năm cho 1989. Đây là album phòng thu thứ 5 của Taylor Swift, phát hành hồi tháng 10 năm 2014, đồng thời cũng là một trong những album bán chạy nhất năm 2014. Giải thưởng ghi âm của năm được trao cho Uptown Funk của Bruno Mars cùng nhà sản xuất Mark Ronson. Ca khúc của năm thuộc về Thinking Out Loud, ca khúc do Ed Sheeran và Amy West sáng tác. Vượt 4 ứng viên là Courtney Barnett, James Bass, Sam Hunt và Tori Kelly, nữ ca sĩ Meghan Trainor giành giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Âm nhạc đồng quê xuất sắc nhất thuộc về Traveller của Rich Stapleton.